trên trên dâu long nhãn luôn. Dâu xanh đầu mùa đây, chôm chôm đầu mùa đây. Ai mua không? Ai mua chôm chôm dâu không? Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mẹ xí muội với xí muội sẽ ăn cái mâm dâu xanh, chôm chôm và nhãn. Hôm nay là bắt đầu vào mùa hè rồi các bạn ơi. Mình sẽ ở quê mình đó là cái dâu xanh này là bắt đầu người ta hái, có hái có chín bán rồi nè, và mình mua đây nè. Chôm chôm cũng vào mùa, nhãn cũng vào mùa thu hoạch luôn. Và ba cái loại trái cây này là mình đi chợ mình mua là đồng giá với nhau, là mỗi một loại trái cây này là 15k một cân, một ký á. Một ký dâu là 15k, một ký chôm chôm là 15k, một ký nhãn cũng là 15k luôn á. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn chôm chôm, dâu và nhãn với hai mẹ con xí muội nha. Đây, bạn muội rất là thích ăn chôm chôm với rất thích ăn nhãn. Còn mẹ thì sẽ ăn dâu nha bạn muội. Dạ. Mình sẽ ăn thử trái dâu xanh nha các bạn. Đây, mời các bạn cùng ăn dâu xanh với mình. Dâu xanh đầu mùa nè, đây đó. Đầu mùa thường thường là nó sẽ chua hơn, tại vì lúc này là trời chưa, thời tiết chưa có mưa. Cái dâu này là mưa, người ta nói là mưa nhiều quá thì cái dâu này nó mới ngọt. Anh Tám này nó chua lắm các bạn ơi. Chua hả? Chôm chôm mà chua gì? Chua quá các bạn ơi, đây nè. Mà ăn thử đi. Cái dâu nó ít chua. Cái trái này nó cũng ít chua. Chua không? Trái chôm chôm bình thường không có chua. Mùi lâu á. Bởi vì mình mới ăn trái dâu á các bạn, nó có bị chua cho nên mình ăn trái chôm chôm á nó sẽ ngọt hơn, nó không có bị chua. Nhưng mà thật ra là những cái trái cây mà đầu mùa như thế này nè, thường thường nó có vị chua. Cái dâu nè, chôm chôm nè, mấy trái cây này nó đợi có mưa xuống á, mưa xuống chừng khoảng 10 bữa nửa tháng đó là bắt đầu là những cái trái này nó ngọt, tự nhiên nó ngọt lại, nó có vị ngọt, ngon lắm. Bây giờ thì nó còn chua. Nhưng mà đầu mùa, nhưng mà mỗi một cái loại trái cây này có 15k một ký là cũng không có mắc đâu nha các bạn. Trái cây năm nay rẻ đó, mình thấy năm nay trái cây rẻ. Rồi mình ăn thử trái nhãn nha. Mời các bạn, đây là nhãn tiêu da bò. Ở mình gọi là nhãn tiêu da bò. Đây. Mời các bạn nha. Nhãn thì khỏi phải nói, nhãn thì lúc nào cũng ngọt. Mùi nhãn không bạn mùi ơi? Mùi. Dạ không. Mùi đi chơi rồi. Các bạn ơi, vậy là mẹ xí muội đã review xong cái mâm trái cây của miền Tây vào đầu mùa. Thường thường trái cây ở miền Tây vào đầu mùa hè là có rất là nhiều loại trái cây. Hôm nay mình sẽ review giới thiệu cho các bạn là dâu xanh, chôm chôm và nhãn. Bữa sau là mình sẽ giới thiệu các bạn là những loại trái cây khác của miền Tây nha. Bây giờ mình tạm dừng video tại đây nha. Xin chào, tạm biệt các bạn. Bye bye. Bây giờ cậu ba với bạn muội sẽ ăn trái cây nha, ăn thử trái dâu gì. Chào các bạn nha. Cậu ba ăn thử trái dâu coi ngọt không? Ngọt, mấy ăn trái rồi, ngọt ngay luôn. Đầu mùa mà ngọt, đầu mùa nó còn hơi chua chua, nhưng mai mốt là mưa xuống kìa nó mới ngọt. Ngọt mà. Nó vậy thôi chứ nó không có ngọt lắm, mưa xuống là nó ngọt, ngọt ngon luôn á, ngọt mà mọng nước ngon lắm. Bây giờ nó hạn mặn á. Nó chưa mưa, nói chung là trái dâu này là phải đợi mưa xuống á nó mới ngọt. Còn bây giờ ăn hơi chua chua đúng không? Chua ngọt ngọt mới ngon chứ ngọt ai ăn cũng không ngon lắm. Chua chua ngọt ngọt mới ngon. Còn bạn muội làm gì á? Dạ sâu trà cá.
Trời ơi, bà ngồi nghịch cát, còn bữa xe lâu đài cát. Có ăn chôm chôm hả? Chôm chôm là món yêu thích của bạn xí muội nha. Đây. Vào đầu mùa trái cây. Hôm nay là chợ bán nhãn, dâu xanh với chôm chôm. Mình mua về mình review cho các bạn luôn đó. Mà bữa sau á là vào mùa trái cây á Quy. Là rất là nhiều loại trái cây. Còn rất là nhiều loại trái cây của miền Tây, mình sẽ tiếp tục mình giới thiệu cho đến các bạn những loại trái cây của miền Tây. Trồng đâu? Này trồng đâu ta? Nói chung là ở đất Bến Tre của mình á là ở đâu trồng cũng được hết, nhưng mà đặc biệt chủ yếu là ở Chợ Lách nè, Châu Thành. Thường thường Châu Thành với Chợ Lách là trồng mấy cái này dữ lắm nè. Còn sầu riêng đồ này kia nữa. Sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, dâu. Thường thường là trồng ở Chợ Lách, Cái Mơn, Châu Thành, Mỏ Cày rồi đó. Mấy cái huyện đó trồng nhiều. Còn ở mình đó là ở Chợ Lách cũng có nhãn. Mà ở mình thì chủ yếu dừa nè, rồi sen, nhãn rồi vô. Có nhiều nhà có cây chôm chôm, ngon lắm nha Quy. Chôm chôm, dâu hồi đó hay ở nhà bạn hay có cây dâu. Mà không phải vỏ xanh này, không phải dâu xanh này mà là dâu vàng á. Cái vỏ vàng á, nhìn cũng đẹp lắm. Măng cụt nữa. Ăn đi. Rồi, ăn dâu không vậy? Không, ăn thử chôm chôm đi. Muội thích ăn chôm chôm, nhưng mà nãy bà muội thử con trái, bà muội nói chôm chôm chua quá mẹ ơi, bà muội không đèo ăn nữa. Giờ đi dọc cát rồi. Xe lâu đài cát hả bà muội? Đâu xe lâu đài nào đâu? Chỉ mẹ coi với. Wow, lâu đài nhiều dữ vậy hả? Xe lâu đài ba nữa hả? Sau này mẹ, sau này muội. Sau đài mẹ đi, sau đài hăng hai đi, sau đài xí muội. Rồi giờ xe lâu đài ba phải không? Vô đài cá xí muội của con. Cậu bà trời, cậu bà đạp xẹp lép lâu đài. Rồi cậu ba đã đạp xẹp lép lâu đài cát của bọn muội rồi, cậu ba đền lại cho bọn muội đi. Hai cậu cháu chào tạm biệt các bạn đi. Các bạn nha, tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bà muội bye bye. Bye bye. Bye bye các bạn nha. Mời các bạn cùng ăn trái cây với hai cậu cháu nhà xí muội nha.